Hello, xin chào anh chị và quý vị đã quay trở lại trên Đồng Ngọc Thị Invest. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến kênh của em thì kênh của em chuyên chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán Việt, cập nhật tin tức hàng ngày và đưa ra những khuyến nghị đón nhất. Mọi người xem video thấy hay thì mình có thể để lại cho em một nút like này, comment và đặc biệt chia sẻ video này dành những người thân yêu. Và nhớ là gì? Subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất khi em lên video nha. Rồi thì tuần vừa qua cũng là tuần khá nhiều biến động cũng như là có khá nhiều những cái quyết định khi mà em hỗ trợ cho khách hàng. Thì tại sao em lại có những cái quyết định như vậy cũng như là thời điểm hiện tại thì chúng ta nên tập trung vào những cái dòng nào và cái yếu tố trong cái thời gian tương lai nó tăng trưởng là như thế nào thì em cùng anh chị sẽ tìm hiểu trong video ngày hôm nay ha. Thì như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng xem là về cái chuyển động của thị trường. Thì ngày hôm trước thì anh chị thấy là nó kéo trụ khá nhiều, đặc biệt là những con ví dụ như Masan, GVR, LBB, VHM, đấy, VND nó có tin thì không còn nói rồi, hoặc là VBE hoặc là SAB. Đó, giảm nhiều thì cũng có Vietcombank, BID, FPT, MBBank. Nói chung là tăng giảm thì mỗi ngày nó một khác. Cái chính là chúng ta phải nhìn được cái xu hướng của thị trường là xong ha. Cái này thì mình xem để phiên thứ sáu nó diễn ra như thế nào thôi. Thì tổng khối lượng giao dịch là 25.000 tỷ đồng thì cho thấy là dòng tiền bắt đầu là di chuyển vào thị trường khá nhiều. Rồi, thì anh chị sẽ thấy là ở trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì cũng có khó rất nhiều những cái tranh cãi về cái việc mà ở thị trường sẽ còn tăng tiếp hay không, hay là thị trường nó sẽ điều chỉnh hay như thế nào đó. Thì với bản thân em, khi mà em đánh trong cái thị trường này em luôn luôn tuân thủ trend. Nếu ai đã từng tham gia thị trường này rất lâu rồi thì mọi người sẽ biết được là trend is friend, nghĩa là trend là bạn, nghĩa là chỉ cần khi nào mà trend giảm nó kết thúc là anh chị vào hàng được, còn khi nào nó đang ở dưới trend giảm thì chúng ta không nên vào. Cái việc mà anh chị bắt đáy ở khu vực này này, đấy, cái này em phân tích cho anh chị nhé. Cái việc mà anh chị bắt đáy ở cái khu vực này thì nếu mà anh chị vào bắt đáy thành công thì ok, em rất là chúc mừng anh chị về cái việc mà khi mà thị trường mình bắt đáy mà thị trường nó ủng hộ nó đi lên luôn, giúp cho anh chị sẽ có một cái vị thế tốt trong cái việc mà khi mà thị trường nó tăng trưởng. Tuy nhiên, cái mà em muốn nói ở đây là gì? Là khi mà anh chị bắt đáy á, mà anh chị bắt đáy thành công một lần rồi thì về sau nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen, đấy là cứ thích vào bắt đáy để có những cái vị thế tốt. Thì thường là những người mà người ta hay bị thua trong cái thị trường này là người ta hay bắt đáy, và khi người ta bắt đáy sai là người ta sẽ chung mình giá, giống như kiểu là ở trong những cái giai đoạn này. À, đấy, và những cái giai đoạn gì ở đây này là người ta sẽ chung mình giá, và khi người ta không chịu nổi nữa thì sao, thì người ta sẽ dễ dàng gì bỏ cuộc và thì rời xa thị trường. Nó giống như kiểu ở khu vực này chỉ cần phá vỡ qua chân giảm thì bắt đầu vào nó rất là bình thường. Thật ra cái việc mà anh chị bắt đáy á nó giống như kiểu là cái việc mà anh chị đánh lô đánh đề, hay là anh chị đánh xổ số vậy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà giả sử như anh chị không bao giờ trúng ấy, thì gần như anh chị sẽ không bao giờ làm, bởi vì mình biết thừa là nó sẽ không bao giờ xảy ra rồi. Nhưng mà mình nghe người này trúng, người kia trúng, rồi là mình đánh 10 lần tự nhiên trúng được một lần thì mình sẽ thấy ham. Thì đấy là nó sẽ tạo thành cái thói quen xấu để giúp cho anh chị sau này cái tài khoản của anh chị đi xuống rất rất là gì, rất là ghê hả. Chính vì vậy nên là để mà gì có một cái thói quen tốt thì điều đầu tiên chúng ta phải thì hiểu biết về trend và biết về cái chu kỳ của thị trường. Cứ thấy khi nào phá vỡ trend thì anh chị rất là tự tin để anh chị vào hàng. Mọi thứ nó đều có cần thời gian để nó xác nhận, nó không có chạy ngay đâu mà lo, mà nó cũng không có chạy quá mạnh đâu mà lo. Ví dụ như anh chị thấy là trong khoảng thời gian mà khi mà những ai bắt đáy ở đây thì họa may lắm, nếu mà ai mà bắt đúng trúng những cái con mà nó tăng mạnh ấy, thì cùng lắm 20% quay đầu là nhiều. Còn những ai mà gì những ai mà bắt đáy sau thì cũng khoảng được 5 đến 10%. Thì thật ra cái việc mà đánh trong chứng khoán là 50% không quan trọng. Đấy, quan trọng nhất là anh chị chọn cho mình một cái chỗ đứng mà anh chị ngồi chờ là xong đó. Thế nên là đấy là lý do quyết định tại sao mà khi mà nó phá vỡ qua trên này, ví dụ như nó là có 10 cây như này em vẫn chưa vào, bởi vì em chờ thị trường xác nhận. Nhưng khi mà nó có 10 cây xác nhận như này này là vào dòng tiền đi vào, cũng như là gì cái ngày hôm 16 tháng 5 này này nó có một cái là các con mã cổ phiếu nó đều gì đều vượt hết đây này. Ví dụ như con này nó vượt này, rồi là con đây con Techcombank này. Đấy, nó vượt này, rồi là có những con khác ví dụ như là TP Bank thì nó cũng vượt này. Thì cái điều đấy mới là gọi là điều quan trọng nhất để cho mình cái có một cái sự chắc chắn khi mà mình vào hàng, đúng không anh chị? Bởi vì sao? Bởi vì là hệ thống của em khách hàng lớn nên là em không những cái quyết định của em nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà em chỉ cần đi sai thôi là rất dễ là gì rất dễ là bị lỗ rất là nhiều. Chính vì vậy nên là em phải rất là quyết đoán cũng như là phải rất là sát sao trong cái việc mà gì gom hàng đó. Nên là mỗi người sẽ có những cái phong cách đầu tư khác nhau, và bản thân em có một cái phong cách đầu tư an toàn và hiệu quả nên là em không thể nào vào một cách dễ dãi được. Đấy, đấy là cái quan điểm của em khi mà em vào thị trường, và đấy là cái lý do tại sao mà em vào thị trường vào lúc vào ngày bắt đầu đó là ngày 16 tháng 5 anh chị ha.
Đó, còn với cái xu hướng của thị trường khi mà nó phá vỡ trên giảm này thì nó tăng khá là tốt và tăng khá là mạnh. Thì về sóng ấy thì khi mà thị trường nó như này mà nó đi xuống và nó đi đi lên như này, nó phá vỡ qua trên giảm, thì trong thời gian tới nó tăng trưởng rất mạnh anh chị ha. Nếu mà chỉ cần nó vượt qua được những cái khu vực đâu đó khu vực cản là khoảng 1280 1290 ở đây này. Đấy, thì khi mà nó lên một phát thì chúng ta sẽ có một cái cơn sóng lớn. Chính vì vậy nên là trong cái thời điểm hiện tại anh chị nên vào vốn thời điểm hiện tại và chia số vốn nó vừa phải một chút, để khi mà thị trường nó lên đây mà nó có dịp hồi phục xuống thì anh chị sẽ gì gom thêm một lần nữa là xong đó. Và lúc đó là anh chị chỉ cần là ngồi chờ thôi, bởi vì cái vị thế của chúng ta khi gom ở gần vùng nền nó cực kỳ quan trọng, nên là khi mà thị trường nó chỉ cần tăng trưởng là anh chị sẽ có một cái vị thế tốt và không bị âm về vốn, đúng không? Và khi bị không bị âm về vốn thì anh chị sẽ có lựa chọn về sau là anh chị có muốn bán hay không, chứ không phải là thị trường nó ép bán đấy. Và có một tâm lý chung nữa mà em nhận ra khi mà anh chị bắt đáy ở đây này, là thường anh chị sẽ chạm những khu vực này, anh chị sẽ gì, anh chị sẽ chốt lời. Chính vì vậy nên là sao, nên là về sau anh chị vẫn phải đu lại, hoặc thậm chí là bây giờ anh chị không dám vào lại bởi vì anh chị chờ hồi. Nhưng câu hỏi là nếu mà nó không hồi thì sao? Nếu mà nó không hồi anh chị cầm tiền thì anh chị không chịu được là anh chị sẽ phải gì vào quy mô vốn lớn ở tại cái gì những vùng đỉnh cao của nó, là cái khả năng thua lỗ của mình sẽ cao hơn. Chính vì vậy nên là bây giờ với gọi là cái thời điểm tốt để anh chị vào hàng này, nên là sẽ có những con mã cổ phiếu mà nó sẽ gọi là siêu cổ và em đã vào hỗ trợ khách hàng rồi. Nên là anh chị nào muốn trở thành khách hàng của em thì nhớ liên hệ qua số điện thoại ở bên dưới phần màn hình này, hoặc liên hệ cho bé trợ lý để vào nhóm VIP trước khi mà thị trường nó tăng trưởng. À, được chưa? Đó. À, còn về phân tích thị trường thì em nói thiệt với mọi người thì em chỉ cần đánh theo trend, phá vỡ trend để em vào. Chả có gì để phân tích quá nhiều cả. Nó giống như những cái thời điểm này khi vào trend phá vỡ trend thì vào. Nhưng mà dự kiến của em trong cái tuần sau ấy thì khả năng nó sẽ bị đi ngang ở đây. Đấy. Sau đó thì nó mới lên được. Nhưng mà lúc đấy nó sẽ giúp cho có những con cổ phiếu phân hóa và chọn ra cổ phiếu tốt. Cũng như là những cái con nào ở vùng nền thì nó xây nền tốt thì lần sau nó lên lên rất rất tốt. Nền ở đây có nghĩa là nền tảng. Đấy. Nền tảng giống như kiểu một học sinh ấy, nó sẽ có nền tảng về cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì khi mà nó lên đại học thì nó sẽ rất dễ để có thể là trưởng thành hơn. Thì đối với lại là cái cổ phiếu nó cũng vậy, nó cũng phải có cái nền tảng giá của nó để khi một khi nó bật lên rất là mạnh anh chị ha. Đó, giống như là em có chia sẻ ở trong cái hôm trước thì em có đọc sách và em có cái này em muốn chia sẻ với mọi người. Đây là một cái cuốn sách về làm giàu từ siêu cổ phiếu đấy, của ông Jesse Livermore. Thì ở đây nó có một cái chương này nói về cái điều này, đấy chính là sau nhiều năm đầu tư trên phố Wall, từng kiếm được và mất đi hàng triệu đô la, tôi muốn nói với bạn ngay điều này. Điều giúp tôi kiếm được khoản tiền lớn không phải là tôi suy nghĩ. Tôi thu được lợi nhuận là nhờ ngồi im và ôm chặt cổ phiếu. Bạn hiểu chứ? Nhớ, nhớ tôi ôm chặt cổ phiếu. Nhớ tôi ôm thật chặt cổ phiếu. Để nhận định đúng thị trường không phải là việc quá lắt léo. Bạn có thể tìm thấy nhiều chú bò nhỏ trong thị trường bò tót và nhiều chú gấu nhỏ trong thị trường con gấu. Tôi biết có những nhà đầu tư hành động đúng, chính xác thời điểm và bắt đầu mua bán cổ phiếu tại mức giá rất tốt với tiềm năng mang lại lợi nhuận cao nhất. Đó, nghĩa là ý ông này bảo là cái việc mà mua bán trong cái thị trường ấy nó không quá quan trọng. Đấy, cái quan trọng nhất là khi anh chị tham gia vào thị trường anh chị phải ôm được cổ phiếu. Nghĩa là trong cái thời gian tới khi mà thị trường nó tăng trưởng ấy, thì anh chị sẽ rất dễ bán ra cổ phiếu khi mà chúng ta có lợi nhuận từ khoảng 20 đến 30% và chúng ta không giữ được cổ phiếu. Bởi vì chúng ta mua ở vùng nền như vậy thì khi cổ phiếu bật lên thì nó sẽ tăng trưởng, nó đi vào sóng, nó đi rất là mạnh. Đấy. Và thường những cái con cổ phiếu em chọn lựa chọn cho khách hàng những con cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Đấy, và tất cả ở vùng nền rồi thì chúng ta chỉ cần việc chờ thôi. Đó. Theo kinh nghiệm họ trải qua cũng y như của tôi, tức là họ không kiếm được tiền từ cổ phiếu ấy. Người vừa đúng vừa có thể ôm chặt cổ phiếu rất hiếm. Tôi nhận ra đây là một trong những điều khó học nhất. Nhưng chỉ khi nào một nhà giao dịch chứng khoán thấu triệt điều này, anh ta mới có thể kiếm được gia tài lớn đúng theo nghĩa đen. Một nhà giao dịch kiếm được triệu đô sau khi biết cách giao dịch dễ hơn là kiếm vài trăm đô trong những ngày tháng anh ta thiếu kiến thức. Nghĩa là ý là cái câu này này là khi mà anh chị giao dịch ấy, thì anh chị thấy là cái việc mà chúng ta đang quá chú ý đến cái việc mà đúng sai, quá chú ý đến cái việc mà hơn thua. Nghĩa là ví dụ như là ở đây em không hỗ trợ cho anh chị vào thời điểm này đấy vì em có lý do của em đấy. Nhưng mà những ai bắt đáy vào đây thì sẽ cả khi em thì cái việc đấy nó không quan trọng, cái việc đấy em cũng chả quan tâm luôn.
Cái quan tâm nhất là em làm sao để cho hệ thống khách hàng của em giao dịch ổn định và tốt nhất có thể và an toàn, chứ không phải là đi vào bắt đáy để tìm kiếm một cơ hội trong cái việc rủi ro. Anh chị hiểu ý không? Đó, và cái việc hơn nhau trong cái thời gian tới khi mà thị trường nó lên ấy, là cái việc mà khoe xem ai có lãi nhiều hơn ai, chứ không phải ai đoán đúng hơn ai. Anh chị nên nhớ là cái target của cái việc đầu tư này là chúng ta đầu tư để kiếm tiền. Đấy, thì chúng ta phải so sánh thì trong thời gian tới á, ai là người có lãi nhiều hơn ai, chứ không phải là so sánh như cái việc mà ai đoán đúng hơn ai. Đoán đúng trong thị trường này không giúp ích gì cho anh chị cả. À, làm sao để chúng ta gì khi mà bước vào thị trường và khi bước ra thị trường trong một cái chu kỳ sắp tới á, là anh chị có thật nhiều tiền và anh chị cái tài khoản của anh chị nhân lên nhiều lần, thì đấy mới gọi là quan trọng anh chị ha. Đó, cũng như là sẽ có rất là nhiều những cái câu nói hay ở trong trong cái quyển sách, ví dụ như để trau dồi cho bản thân nghệ thuật kiên nhẫn cực kỳ quan trọng này, đơn giản là hãy tránh xa thị trường trong giờ giao dịch. Bất cứ khi nào tôi quyết định đi bộ thật lâu, đi xem phim, hoặc thậm chí là đến đất nước khác, gánh nặng tinh thần khi phải quan sát mỗi khi tích biến động, có nghĩa khi giá biến động ấy anh chị, của thị trường ngay lập tức được giải phóng. Và tôi nhận ra một khi bản thân rời xa được cái màn hình giao dịch, tôi có thể tập trung vào hàng triệu thứ trong cuộc sống còn quan trọng hơn cả giao dịch. Nghĩa là sẽ có những lúc mà em chia sẻ với anh chị là khi mà anh chị bảo hàng một con mã cổ phiếu nào đó mà anh chị quên nó đi, đôi khi nó sẽ là cái điều tốt nhất có thể để anh chị giúp cho cổ phiếu nó tăng trưởng lên. Đó. Còn thường là khi mà anh chị giao dịch, kiểu mà anh chị vào một cái lệnh nào đó hay vào cổ phiếu nào đó, là anh chị thường mở bán điện ra xem rất nhiều, và cái đấy nó không giúp ích được cho anh chị về cái việc mà tăng trưởng về giá. Bởi vì nếu mà anh chị nhìn nhiều mà nó tăng kiểu trưởng theo đúng ý anh chị muốn á, thì nó mới gọi là tốt. Chứ còn ví dụ như cái việc mà anh chị nhìn vào nó không giúp ích được cái gì thì đấy là vô ích. Đấy, thì cái video này em cũng chỉ muốn chia sẻ cho anh chị về những cái điều mà sắp tới mà nó sẽ xảy ra, và anh chị sẽ gặp những cái tâm lý như nào để anh chị gì, để anh chị đánh sao cho thật chuẩn. Còn chúng ta không cần phải quan trọng quá nhiều về 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 khối ngoại, về tự doanh hay về ai hết á. Chúng ta vào tiền là chúng ta vào ở một vị thế tốt và chúng ta chờ thị trường lên thôi. Thế là xong. Ha. Thì ở đây thì ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ như vậy thôi, và em có khá là nhiều những cái cuốn sách mà em muốn recommend cho anh chị để anh chị có thể là tham khảo, bởi vì là thật ra đây là những cuốn sách mà nó không giúp cho anh chị về cái việc mà mua bán. Những cái khóa coaching này em chia sẻ với mọi người ấy, là nó sẽ giúp cho anh chị về mua bán rất nhiều và giúp cho anh chị biết phân tích được và chia sẻ cho anh chị về cái việc quản lý danh mục này, điểm xuống tiền cũng như là xây dựng lối đánh và chiến lược. Thì cái này thì em sẽ chia sẻ với anh chị trong cái gì, trong cái buổi tối chủ nhật với hệ thống khách hàng của bên em vào ngày mai. Thì anh chị nào muốn đăng ký thì nhớ đăng ký ngay cho bé trợ lý để trở thành khách hàng của em ha. Đó, còn những cái cuốn sách để giúp cho anh chị có một cái tâm lý giao dịch tốt thì anh chị nên đọc, ví dụ như là Chết vì chứng khoán này, đây là cuốn sách rất hay của Leslie Hormel, hay là những cái cuốn ví dụ như là Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Đấy, cái này là của Mark Mini Winnie nha. Đó, tiếp theo nữa là một cái quyển nữa là Giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Đấy, cũng là của Mark Mini Winnie. Hay là Hồi ức của một thiên tài chơi chứng khoán. Thì đây là những cái cuốn sách mà anh chị nên đọc để giúp cho cái mindset của anh chị sẽ tốt hơn. Còn cái việc mà trong thị trường này phân tích điểm mua điểm bán không quan trọng, bởi vì đầu tư là dùng cái đầu để tư duy, và anh chị cần những cái kiến thức đó để giúp cho anh chị có một cái sự kiên nhẫn trong cái việc mà giao dịch. Ha. Rồi, thì trong cái thời gian tới thì những cái dòng mà anh chị nên tập trung, nếu mà anh chị thích ăn chắc mặc bền thì anh chị có thể đánh vào ngân hàng. Đó là một trong những dòng khá là tốt trong cái thời điểm hiện tại, và nên đánh những cái con kênh trên mà có xu hướng tăng trưởng. Còn ngoài ra thì anh chị sẽ có nên có một dòng về bất động sản, bởi vì năm nay bất động sản chưa tăng nhiều. Chứng khoán thì bắt buộc phải có, và thép. Đó, còn ai mà thích ăn chắc mặc bền thì mình có thể đánh dòng dầu khí. Thì năm nay thì nếu mà thị trường tăng thì dòng nào cũng tăng, nhưng mà nên chọn những cái dòng mà nó hay chạy nhanh và chạy tốt để anh chị đầu tư một cách tốt nhất ha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Chúc anh chị một ngày cuối tuần, một buổi cuối tuần thật sự là vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo vào tuần sau. Anh chị nếu mà hiện tại đang chưa có like video này thì anh chị có thấy video này hữu ích thì mình có thể ấn vào nút like bên dưới màn hình ủng hộ em ha. Chưa bao giờ like này, cái like này nó lên được đâu đó khoảng 30-40 tim cả. Thì mong là anh chị thử like xem nó có lên được không. À, còn ai mà chưa có subscribe kênh thì ấn vào giữa phần đăng ký kênh ủng hộ em Thiện ha. Mong là sau cái video này mình có thể đạt được đâu đó là khoảng là 600 gì người đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ha.